Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Ninjito. Các bạn đã nghỉ Tết chán chưa? Ninh nghỉ chán rồi nên bây giờ Ninh phải đi quay đây. Các bạn biết không, bình thường mọi người sẽ chỉ quan niệm là vào những cái ngày rằm hoặc những ngày mùng 1 chúng ta mới đi ăn chay thôi. Nhưng mà với rất nhiều người và đặc biệt là với các cái lứa tuổi trung niên hơn một xíu thì mọi người sẽ ăn chay rất nhiều và nó đã trở thành một cái văn hóa, một cái nét ẩm thực rất là đặc biệt, riêng biệt. Ngày hôm qua thì Ninh đã lên trên Instagram và hỏi các bạn xem là các bạn ơi, ở Hà Nội thì có quán chay nào ngon, và mọi người đã recommend rất nhiều, trong đó có Sát Hu ở trên Lý Thường Kiệt này, có Minh Chay này, và đặc biệt có một cái quán mọi người rất recommend cho Ninh, đó chính là quán Hương Thiền nằm ở số 261 Xã Đàn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào trong và khám phá với Ninh nhá, cùng bắt đầu toàn bộ những cái series ăn uống của năm 2019 với Ninh thôi. Ngay khi bước vào quán thì chúng ta đã thấy cái âm nhạc và thấy không gian nó rất đặc trưng cho một quán đồ ăn chay rồi. Và ở đây thì một suất buffet sẽ có giá là 109.000 một người, và chúng ta sẽ mua vé tại đây và sau đó sẽ vào trong ăn. Mình đã mua hai vé rồi cho mình và cho bạn quay phim. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong và ăn chay nhá. Xung quanh Ninh có rất nhiều người thích ăn chay, người thì do tín ngưỡng, người thì do sức khỏe. Tuy nhiên Ninh thật sự không phủ nhận được sự hấp dẫn của ẩm thực chay ngày nay. Dù là ăn chay tại nhà, ăn chay trong những quán bình dân hay là những nhà hàng sang trọng, thì những món chay đều mang trong mình sự tinh túy và đa dạng của hàng trăm ngàn món. Hàng trăm món. Có rất nhiều kiểu và cách ăn chay, nhưng với riêng Ninh, Ninh đặc biệt thích thú với những món chay giả thịt, giả cá, giả giò, siêu hấp dẫn nhưng lại vô cùng mới mẻ. Ngày hôm nay, hãy cùng Ninh ghé vào quán Hương Thiền để xem một bữa buffet chay sẽ có những món gì ngon nhé. Ôi, cuối cùng thì Ninh cũng lấy xong đồ rồi. Và thực sự là các bạn biết không, mình nhìn qua thì có thể biết được nó là rau, nó là thịt, nó là chả chết các thứ, nhưng mà thực sự nó toàn là đồ ăn chay thôi. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thử nha, Ninh cũng đói lắm rồi. Và các bạn biết không, Ninh đi lấy đồ một vòng xong, bây giờ quay lại quán đang rất đông ở đằng sau rồi. Chứng tỏ là mọi người ăn chay rất là nhiều. Và Ninh tin là ở đây thì không phải chỉ có những ai theo Phật mới ăn chay, mà sẽ có những người kiểu như là, đúng là theo Phật này là cái thứ nhất, thứ hai là những người ăn chay kiểu định kỳ. Ví dụ như là mùng 1 họ cũng đi ăn chay, rằm họ đi ăn chay, hoặc có những người ăn chay không định kỳ như là mình. Ở đấy Ninh nhớ là có không dưới 20 loại nộm đâu, nên là Ninh chỉ lấy một vài món mà Ninh cảm thấy là ok để Ninh ăn thử thôi. Đây có vẻ như là măng nè, đây là nộm măng. Giòn hết, ngon vết, nó mát mát. Vị ok đấy, đây là nộm chuối. Không biết có chanh không? Mấy cái nộm này Ninh sợ. Ở đây thì Ninh có lấy một cốc trà sâm dứa và một cốc trà quế. Và nóng, ở đây có đá, nhưng mà Ninh nghĩ là với cái thời tiết nó hơi lạnh lạnh một xíu, và đi ăn chay thì nên uống nóng để cái vị nó được thanh lọc một cách rõ hơn. Trà quế không đậm vị lắm đâu, rất là ngon. Úi giời, đây là một cái món mà họ cuốn là rau củ quả cuốn, và ngoại trừ rau củ quả ra Ninh còn thấy có một cái miếng giò ở trong nữa, thì không biết là giò làm từ cái bột gì, nhưng mà nhìn nó rất thật. Các bạn nhớ ở đây có một cái tăm nhá, thì khi mà ăn nhớ để ý không có lại chọc vào miệng mất. Cái này nên chấm không? Mình sẽ chấm với cả nước tương. Rau củ quả rất giòn và ngọt. Giòn ấy kiểu họ chỉ trần sơ qua thôi, xong họ sẽ cuốn vào. Có một cái miếng giò ở trong đấy, nó thật cực kỳ. Ninh cũng được ăn rất là nhiều những cái món chay mà giả thịt ấy.
kiểu như là giò chả hay là ốc các thứ ấy, là nó rất thật. Nên không biết là cái cách chế biến làm sao và gia vị, hương liệu như thế nào, nhưng mà ăn nó vẫn có cảm giác như là chúng ta ăn thịt. Thật ra có rất nhiều người sẽ không thích ăn chay kiểu giả thịt đâu, họ chỉ thích ăn như kiểu thực vật và món nào ra món đấy thôi. Nhưng mà Ninh nghĩ là với những cái người mà ăn chay mà không trường kỳ, à đâu, với những người ăn chay không quen như Ninh chẳng hạn, thì cái việc mà ăn chay giả các cái món thịt nó cũng khá là lạ, và nó cũng là một cái cách ăn ổn. Và ăn chay hình như là nó còn rất tốt cho sức khỏe nữa hay sao ấy. Rồi, đây là một miếng nem cuốn. Ngoài cái bánh nem ở phía ngoài ra thì có trứng này, rồi có giò, rồi nấm nhất các thứ. Thơm lắm. Cái vỏ nem hơi dày. Ở đây thì chúng ta thấy sẽ có các loại đậu này. Ờ, đây là như kiểu là nhìn giống con cá ấy. Đây là cái da cá này các bạn. Ở đây là các loại chả. Nên sẽ ăn thử một miếng cá. Nhìn nó giống thật đấy các bạn ạ. Nhìn nó giống một miếng cá thật. Vị nó giống cá kho ấy, giống thật. Chỉ có điều là nó không phải làm từ cá thôi. Mặc dù là cái texture ở trong nó cũng hơi khác thịt cá một chút, nhưng mà ăn vẫn cảm giác giống ăn cá. Bảo sao mà nhiều người ăn chay không thể chán. Từ nãy giờ mình ăn thì mình thấy là những cái món nào màu nâu thì sẽ rất ngon. Bởi vì nó ra thịt. Đây là một miếng chả, nhưng mà có vẻ như là làm từ đậu. Ngon thế. Nhưng món nào nâu thì sẽ rất ngon. Cái miếng đấy mà ăn với một chút cơm ấy sẽ rất ngon đấy. Có một cái món mà nãy giờ Ninh rất muốn thử, và ngay khi mà chúng ta bước chân vào trong quán đã thấy đập vào mắt luôn. Đó chính là bún chả. Nhìn đây, nồi xôi bún chả rất bình thường. Đây có bún này, có chả, có rau, và đây là nước chấm. Thì Ninh sẽ ăn thử chả trước. Chả ở đây thì nhìn ở phía trên nó sẽ có vừng này. Vị ngon đấy. Tất nhiên là nó sẽ không phải là chả thật, nhưng mà cách ướp nó sẽ giống với cả chả. Và khi mà ăn với bún thì cũng có cảm giác là ăn bún chả đấy. Ngon phết. Chỉ có điều nó vẫn không phải là thịt thôi. Ninh là một người gia chủ cũng rất thích ăn thịt. Là thỉnh thoảng đi ăn chay này cũng rất là đổi món, rất là đổi khẩu vị, nhưng mà vẫn thấy thèm thịt. Cái người thèm thịt khổ thế đấy. Cái nước chấm này pha cũng ngon, nó không bị chua quá, không bị mặn quá, không bị ngọt quá. Chấm với cả cái chả này là vừa rồi. Ở đây chúng ta có một đĩa bánh cuốn này, bánh bột lọc này, các loại nem chiên. Đây là trứng, chả trứng. Đây là một viên gì đó như kiểu là gà hay ếch gì đó. Còn đây là một viên, đây là một miếng thịt. Các bạn có thấy cái miếng thịt này nó có cả lớp nạc, lớp mỡ kiểu giống ba chỉ không? Đó, nó phân một lớp nạc, một lớp mỡ luôn. Ăn thử thịt nhé. Cứng quá. Cứng quá. Rất là ngon. Còn đây là giò. Nhìn thật nhở. Giống cực kỳ luôn. Nó vẫn rất thơm mùi giò mà chúng ta hay ăn. Cái kết cấu cái miếng ấy nó cũng giống. Còn đây là bánh cuốn. Cảm ơn. Mình gọi thêm một ly dưa hấu. Ngoại trừ 109.000 ra thì ở đây nước, có một số loại nước chúng ta sẽ gọi riêng. Mình cảm ơn. Và cái ly dưa hấu này có giá là 35.000. Ninh gọi không đường. Ôi, đã quá. Cảm giác mà uống được cái nước mình thích thật sự là rất là ngon. Đây là nem cuốn. Ngon. Cái nem này ngon này. Thử qua đồ chay ở Hương Thiền thì Ninh thấy thật sự là món nào ra món đó, và hầu như món nào cũng đều ngon. Hầu như món nào cũng đều ngon. Với một con số mà khoảng gần 200 món chay cho một bữa trưa thì chắc chắn là cái tỷ lệ mà việc món ngon và món không ngon nó vẫn sẽ có. Nhưng mà với Ninh thì trải nghiệm đồ ăn ở đây thấy rất là ok. Nhưng món chiên thì cũng không bị dầu quá. Rồi những cái món mà giả thịt rồi giả cá các thứ thì nó đều rất thật. Mặc dù nó không phải là thật. Ở đây thì Ninh lấy một chút xôi, nhìn rất là ngon luôn.
Ngon. Xôi này các bạn phải ăn nhá. Nó có hai loại xôi đấy, nhưng mà các bạn nhìn kỹ cái xôi này đi, để lần sau các bạn đến các bạn ăn, bởi vì là xôi này ngon cực. Nó hơi béo béo mỡ mỡ. Ninh có lấy một chút cháo, nhưng mà ngồi quay một lúc nó nguội mất rồi. Cháo này nhìn qua thì có vẻ nó rất là chất luôn ý. Mà còn nấm này vị nó cứ khác khác ấy. Không thích lắm. Mình nghĩ là nếu mà lúc nãy mình lấy súp thì sẽ ngon hơn. Có những người ăn chay trường kỳ hoặc là ăn chay theo kiểu đức tin, kiểu theo Phật giáo ấy, thì họ sẽ ăn chay suốt ngày luôn. Vậy thì làm thế nào để đủ chất thì Ninh nghĩ là thực sự là cái việc ăn chay này nó cũng có những cái có những nguyên liệu và những cái cách chế biến làm sao để cho vừa ăn chay không chán và ăn chay vẫn đủ chất. Có cả đạm này, rồi đường bột này, rồi các loại vitamin, rồi rau củ. Ninh không hiểu nhiều lắm về đồ ăn chay, nhưng mà thực sự là cảm thấy là nếu mà cho mình ăn chay một tuần chắc là vẫn ăn được, nhưng mà phải ăn theo cái kiểu mà có giả này, có thức ăn kiểu vegan mà chỉ có rau riết các thứ rồi thực vật không, mà không có cả sữa đường trứng, không có sữa trứng các kiểu, thì Ninh nghĩ là Ninh sẽ không ăn được. Ninh sẽ rất thèm mất chả trứng. Ngon này, cái này ngon. Chả trứng mà chúng ta hay ăn mà có ở trong cơm tấm sườn bì ấy các bạn. Đây là nhìn như kiểu phô mai que. Không biết là cái này ngon. Cái này ngon cực kỳ luôn các bạn ạ. Nhớ phải thử nhá. Ninh vừa đi lấy một bát phở bò về. Nhìn nó không khác gì một bát phở bò thật đúng không? Nhưng mà nó lại là phở bò chay. Trời ơi, ngửi mùi thơm cực kỳ luôn. Không khác gì phở bò bình thường các bạn ạ. Thơm lắm. Nên sẽ húp thử một miếng nước dùng. Nước dùng ngọt, nhưng mà cái vị ngọt này không phải là vị ngọt từ nước hầm xương, bởi vì đương nhiên rồi chay là mình có xương. Cái ngọt này là từ kiểu những cảm giác là có củ, kiểu củ cải ấy. Người ta hay cho củ cải vào cho nước nó ngọt. Và Ninh nghĩ là kiểu thơm thơm thế này chắc là sẽ có thêm mùi nấm hương nữa. Lúc này quên không nhìn ở trong cái nồi xem là có cái gì ở trong đấy. Nhưng mà vị ngọt này rất là thanh. Để ăn thử miếng thịt bò nhá. Nhìn nó hơi giống cái miếng chả đúng không? Cái cách chế biến nó hơi giống cái miếng chả, bún chả lúc nãy. Không giống bò lắm. Các bạn biết ăn mấy cái kiểu mì ăn liền mà nó có những cái viên khô khô mà lúc chúng ta cho nước là nó nở ra không? Y hệt cái thịt bò trong đấy luôn. Đấy, nó là như thế. Như kiểu đây là một bát phở bò ăn liền ý. Và có lẽ bởi vì nó là thịt, và có lẽ bởi vì nó không phải là thịt nên là cái nước phở nó cũng hơi nhạt. Cũng được. Từ nãy Ninh ăn đến bây giờ là khoảng 20 phút và bây giờ đang là hơn 12 giờ. Và các bạn nhìn quanh đi, tất cả mọi người đều ăn rất 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 nhiều. Từ các cái lứa tuổi, ví dụ như là các cô chú này, các gia đình này, rồi các anh chị dân văn phòng đều đang đi ăn chay rất nhiều. Thì Ninh nghĩ là có lẽ ăn chay nó sẽ không giới hạn độ tuổi, không giới hạn về nói chung không có sự phân biệt gì cả, ai cũng có thể ăn chay được. Bởi vì ăn chay ở Hương Thiền cũng khá là ngon và hấp dẫn. Cũng phải gần một năm rồi Ninh mới đi ăn chay lại. Lần cuối cùng Ninh ăn là ở quê, và một cái mâm cỗ chay thì sẽ có khoảng 20 món. Còn ngày hôm nay thì khi mà chúng ta đi ăn buffet thì sẽ có khoảng gần 200 món. Và nó là một sự choáng ngợp luôn ấy. Có nhiều món đến bây giờ Ninh ăn xong Ninh vẫn không biết nó là món gì và vị gì, cũng không biết nguyên liệu là gì, nhưng mà nó vẫn rất ngon. Thì Ninh nghĩ là Hương Thiền có thể là một trong những cái địa chỉ mà các bạn nên lôi tới khi mà muốn ăn thử chặn đồ chay, hoặc là muốn ăn chay vào các ngày mùng 1 hoặc là vào rằm. Cũng sắp đến rằm rồi, hôm nay Ninh đi ăn trước. Địa chỉ của quán thì nằm ở số 261 Tã Đàn, nhưng mà các bạn phải đi vào trong ngõ khoảng 5 mét.
thì cái quán nó sẽ nằm phía bên tay phải. Giá buffet ở đây là 109.000. Thật ra Ninh thấy là cũng rất là ok, có nhiều món và món nó cũng chất lượng chứ không phải là kiểu cứ món chơi ấy. Và cái cách phục vụ, cái cách xếp đồ khi mà đồ Thanh lấy vơi rồi nó ra một cách rất nhanh và nó đầy lại như nguyên, và để các bạn có thể thoải mái thử những cái món ngon. Hy vọng là các bạn đã nhấn like, share và nhớ subscribe kênh YouTube của Ninh để không bỏ lỡ bất cứ một video ăn uống nào hay ho. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào các cái số sau. Thứ năm tuần này chúng ta lại gặp nhau ở trong series Ở nhà ăn cả thế giới nhá. Bye.